ngồi chơi vậy đó. Con bữa nay xỉn mà rửa chén làm sao, khó thay đường luôn rồi, ngồi rửa chén đồ. Coi thử thôi bao nhiêu đó được rồi, thôi tao sợ gom nữa, tao ngồi đây lâu mỏi chân nè. Thôi tao ngồi tao canh mày. Thôi sao mày ngủ ở đây sao? Ơi, ghê quá. Ừ. Anh hai á. Nhậu mà đi đem bá dưa leo vô làm gì? Nhậu ăn dưa leo. Rồi. Nó chết luôn. Nhậu mà cái giò nó đỏ kìa, giò nó đỏ, mặt nó đỏ, nó đỏ không đều chân vậy. Đớn quá, à. Đi ngủ đi bà ơi bà. Ờ rồi xong rồi đi ngủ đi. Tao làm gì kể tao đi. Ừ.